Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đến với kênh Hòn Tuyết Lan Investment. Em là Thân Văn Hoàng Holding. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định cái thị trường phiên ngày 3 tháng 3 2021 khi mà đồng loạt các cổ phiếu penny dậy sóng, tăng trần thay nhau tăng trần. Thì nó phản ánh điều gì về thị trường chung của chúng ta? Thì ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu luôn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cái thị trường phiên hôm nay nó giao dịch như thế nào. Thì với một cái yếu tố cẩn trọng thì thị trường hôm nay nó mở cửa thì nó chỉ giảm đâu đó là hai điểm vùng 1184 này, và sau đó thì tiếp tục giảm khoảng 4 điểm nữa, 6 điểm. Thì vào lúc này thì có một cái lực cầu họ bắt lên và đẩy chỉ số về lại tham chiếu, nhưng mà khi về lại tham chiếu lại một cái áp lực nữa họ bán ra khiến chỉ số lại tiếp tục lần nữa giảm điểm. Thì khoảng gần 10 giờ đến 10 giờ 30 thì có một cái lực họ vô, họ mua, họ đẩy chỉ số lên xanh 1189, khoảng là cộng 3 điểm. Thì ngay lập tức thì 10 giờ 30 thì có một cái áp lực họ bán xuống, và gì khiến chỉ số bị đạp mạnh xuống cho đến hết phiên. Và cái phiên chiều là một cái tín hiệu là gì, kéo lên là gì, ý chí ở đây thường thường phiên chiều họ kéo lên là gì, để ngày mai họ bán tiếp. Thì đây là một số cái điểm mà anh chị đầu tư chúng ta cần chú ý. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút cái giao dịch khối ngoại như thế nào, và một cái kênh chúng ta có thể xem nó đầy đủ nhất là kênh MBS. Thì tự doanh hôm nay họ bán ròng là 480 tỷ, thấp hơn hôm qua nhưng mà cũng khá là cao. Cái ngưỡng 500 tỷ này khá là cao, chỉ thấp hơn phiên hôm qua thôi. Thì tự doanh là gì, họ liên tục họ bán ròng trong những cái phiên vừa qua, cái thể hiện một điều gì, thị trường bây giờ đối với họ là không ngon nữa thì họ bán. Đấy, đó là một chúng ta nhìn đơn giản như vậy. Thì hôm nay họ bán nhiều nhất là CTG, Vinamilk thì một cổ phiếu rất là xấu rồi, cái áp lực này thì chúng ta nên bỏ Vinamilk sang một bên. Và họ mua PLX và họ mua VRE. Thì chúng ta cùng nhau xem qua cái tự doanh xem họ giao dịch như thế nào. Thì tự doanh hôm nay họ giao dịch, họ bán ròng thì nó không đáng kể cho mấy, khi mà chỉ có 33 tỷ bán ròng. Thì họ bán ròng VRE, mua gas, VIC, MWG. Thì thị trường chung như thế nào? Thì đối với Hoàng thị trường chung cái giai đoạn này gì? Là áp lực 1200. Khi mà nó chạm cái ngưỡng 1200 thì luôn có một cái áp lực họ bán ra. Và hôm nay thì Hoàng theo dõi, Hoàng để ý cái thị trường thì thấy một điều là gì? Thì dòng tiền nó bị rút ra khỏi các cổ phiếu dẫn dắt thị trường, cổ phiếu mà blue chip, và nó chuyển dần qua các cổ phiếu penny. Đây chúng ta thấy các cổ phiếu penny liên tục lập đỉnh và tăng trần, dòng tiền nó chuyển qua. Thì một cái lưu ý đối với mọi người và cũng là cái kỷ luật đối với Hoàng luôn. Thì có hai cái kỷ luật cơ bản mà khi Hoàng xử lý đối với cái thị trường là như thế nào. Thứ nhất là gì, khi thị trường mà nó giảm khoảng 2% và cái vol của nó lớn là gì, cái cầu bán ra của nó lớn thì Hoàng không cần biết, Hoàng sẽ bán hết cổ phiếu của mình hoặc Hoàng hạ chỉ trận để bảo toàn cái lợi nhuận và quản trị cái rủi ro cho mình. Cái đấy là quy luật thứ nhất mà Hoàng áp dụng. Cái thứ hai là thị trường khi mà các cổ phiếu penny thì nó liên tục nó dậy sóng, nó tăng trần thì lúc đó Hoàng sẽ hạ tỷ trọng cổ phiếu của mình. Bởi vì thường thường đến cái sóng mà cổ phiếu penny thì thị trường thì nó khá là rủi ro cho chúng ta. Thì hôm nay thì trong room thì các room thì Hoàng đã cho anh em hạ tỷ trọng hết rồi. Họ Hoàng hạ tỷ trọng cái gì, bảo toàn cái thành quả lợi nhuận của mình. Khi mà những cái phiên gì trước Tết chúng ta mua và cái phiên
hai tuần trước chúng ta mua những phiên giảm điểm thì họ lại cho anh em hạ tỷ trọng, chốt lời. Thì đó là cái hai kỷ luật mà Hoàng thường ứng dụng đối với thị trường và Hoàng thấy là nó hiệu quả. Hiệu quả thì anh chị có thể chú ý những cái điều đó, những cái điều đó cho mình. Thì thị trường chung nó như thế nào? Thị trường chung nó như thế nào? Thì đối với Hoàng, thị trường chung giai đoạn này thì nó có hai cái kịch bản mà Hoàng có thể nêu ra cho các anh chị để mình có cái nhìn cái tổng quan hơn. Vì thị trường là chúng ta không không có thể đoán trước được, nên là đoán chỉ là cái xác suất chúng ta như thế nào. Và đối với Hoàng quan trọng không phải là thị trường nó tăng điểm nó vượt 1.200 hay không, bởi vì cái vùng 1.186 này nó tiệm cận 1.200 rồi. Chúng ta mua cái vùng này thì tính ra lợi nhuận nó cũng chả được bao nhiêu hết, đúng không ạ? Đúng ạ. Chúng ta mua những phiên giảm điểm ngày 29 tháng 1 hay gì đó thì thực sự những phiên đó là phiên tuyệt vời. Đây, phiên 29 tháng 1 thì Hoàng cho anh, những ai theo Hoàng là 29 tháng 1 Hoàng đã kêu anh chị xúc rồi. Thì giờ chúng ta bảo toàn lợi nhuận của mình. Vì sao? Bởi vì 1.186 thì nó chỉ cách 1.200 có mấy đâu, mà mình mua giai đoạn này thì lại nếu mà chinh phục được 1.200 thì lời được có nhiêu. Đây chị đo lên 1.200 đi, lời rất là ít, thị trường chung lời rất là ít, chả việc gì chúng ta phải mạo hiểm cái rủi ro. Và Hoàng để ý hôm nay cái lực cái cung cầu gì, cung cầu gì? Họ rút ra ngoài, họ rút các cổ phiếu blue chip, các cổ phiếu dẫn dắt thị trường cái gì, họ đưa vào mid cap, thì đó là một cái cảnh báo cho chúng ta đúng không ạ? Thì thị trường đối với Hoàng thì nó có hai kịch bản cho mọi người có thể xem xét. Thì kịch bản đầu tiên mọi người có thể xem xét như sau. Một, thị trường đi lên 1.200 đi gì, thị trường đi lên 1.200 thì có những phiên lung lắc, phiên rung lắc và đi từ từ lên 1.200, 1.200. Thì đây là một cái kịch bản đầu tiên. Và gì, để cái thị trường nó đi lên 1.200 thì chúng ta những cái yếu tố chúng ta lưu ý như sau. Khi mà thị trường nó break được cái đỉnh 1.200, thứ nhất là gì, ta cần điều kiện là gì, nhất là một cây nến tăng mạnh, một cây nến tăng mạnh, một cây nến tăng mạnh nhé. Hai là gì, vốn lớn, cây nến tăng mạnh, vốn lớn khoảng 700 triệu cổ phiếu một phiên, vốn lớn khoảng 700 triệu một cổ phiếu, cái phiên break đấy. Right. Gì? Và nó break cái vùng đấy thì gì? Thì nó sẽ tăng nhẹ một chút và gì? Nó sẽ có những cái phiên gì? Nó test lại cái ngưỡng kháng cự. Ngưỡng kháng cự mọi thời đại 1.200, nó test lại những cái phiên đấy và nó đi lên, thì lúc đó gì? Nó xác định cái xu hướng tăng mới của thị trường VN Index của chúng ta. Thì với cái việc mà đối với Hoàng thì với cái việc cái dòng tiền nó rút ra như vậy thì Hoàng thấy là nó khá là khoai, bởi vì thị trường để nó lên được 1.200 như thế này và nó cần cái yếu tố như thế này thì nó khá là khó, bởi vì để 700 triệu cổ phiếu một phiên thì thực sự nó khó, bởi vì wholesale của chúng ta thì nó vẫn nghẽn lệnh 600, khoảng 600 thì nó vẫn nghẽn lệnh thị trường. Thì gì? Thì các tay to thì họ không không có ham lắm, bởi vì thị trường nó bị tắc tắc lệnh. Tại vì tay to họ có nhiều tiền mà, họ muốn mua họ mua đẩy một phát lên luôn. Nhưng mà thực sự là khó với cái tình trạng thị trường nó đơ lệnh như vậy. Thì cái kịch bản đầu tiên là gì? Thị trường nó đi lên từ từ, có nhiều phiên rung lắc như vậy. Như vậy thì đối với anh chị nhà đầu tư á, với cái kịch bản một á thì mình không quá lo lắng, bởi vì sao? Bởi vì nếu thị trường nó lên 1.200 á, tại vùng ngày 1.186 rồi, 1.186 đây
Thì nếu nó mà chinh phục được 1.200 thì sao? Thì cổ phiếu chúng ta chỉ lợi nhuận rất là ít và gì? Rủi ro chúng ta nhiều. Thì thôi giai đoạn này chúng ta không mua, bởi vì cái phiên hôm nay hoàng tỷ cung cầu thì rút ra hết và đã chuyển vào cổ phiếu penny. Thì chúng ta từ từ không mua mới. Không mua mới và chúng ta nên hạ tỷ trọng. Hạ tỷ trọng thì đối với room của hàng, room VIP rồi, room cộng đồng thì cũng nói em hạ tỷ trọng cổ phiếu hạ khoảng 30 đến 50%. Và giai đoạn này chúng ta không sử dụng margin, không sử dụng margin gì. Nó rất là rủi ro cho chúng ta. Thì kịch bản thứ hai mọi người có thể tham khảo thì thị trường nó sẽ giảm điểm, sẽ giảm điểm, giảm điểm về những cái vùng vùng hỗ trợ mạnh. Đây, 1150, 1100, 100. Thì nếu mà kịch bản như thế này thì sao? Thì với những anh chị mà đã hạ vị thế rồi thì đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ canh những cái phiên như thế này. Nếu mà nó vượt 1150 thì chúng ta coi như là chúng ta chốt lời hết luôn. Chúng ta chốt lời hết. Đấy là cái cách xử lý của chúng ta, chốt lời hết 1150. Và nó sẽ 1100 thì chúng ta xem xét. Thì chúng ta mua lại cổ phiếu. Nếu mà tới 1100 như vậy thì chúng ta chuẩn bị tiền, chúng ta xem xét mua lại cổ phiếu. Bởi vì với những ai mà theo hàng những cái phiên tuần 1, tuần 2 vừa qua thì chúng ta có thể chốt lời. Chốt lời được rồi, chúng ta đưa về vị thế 30 đến 50% giữa tiền và cổ phiếu. Thì đó là tốt đẹp cho chúng ta. Vì chúng ta quản trị cái rủi ro cho mình. Vì sao? Bởi vì nếu thị trường mà lên 1200 á thì 50% còn lại cổ phiếu chúng ta thì chúng ta vẫn được cái lợi nhuận đó. Đúng không ạ? Và nếu thị trường mà nó test về những điểm này thì chúng ta sẵn sàng chạy và chúng ta bảo toàn cái thành quả, cái lợi nhuận cho mình. Thì đó kịch bản của chúng ta. Đây, cái 1150 anh chị có thể kẻ 150. Sẽ kẻ vùng 150 này là một cái kháng cự. Chúng ta đây anh chị có thể kẻ đây. Nếu thị trường thủng vùng này thì anh chị cắt toàn bộ, chốt lời toàn bộ cái lợi nhuận của mình. Thì những cái phiên gần đây thì thực sự mà Hoàng nói trong room là Hoàng không cho anh chị mua mới. Vì thị trường nó khá là khoai khi mà để ý cái cung cầu, cái dòng tiền nó không có vô những cái cổ mix gì, vô những cái cổ dẫn dắt thị trường blue chip đã sang penny. Thì đó là một điều cảnh báo cho chúng ta như đoạn này. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một chút các cổ phiếu mà nó định hướng thị trường. Chúng ta gọn tầm như FPT. Hoặc FPT thì sao? Thì mọi người có thể hạ tỷ trọng khoảng 30%. Anh chị nhà đầu tư lưu ý thì chúng ta không cần bán vội. Thì những cái phiên tăng điểm thì chúng ta hạ tỷ trọng 10%, 15%, dần dần. Đúng không ạ? Chúng ta đưa về cái tài khoản an toàn là 50% tài khoản, 50% tiền mặt, 50% cổ phiếu và không margin như đoạn này. FPT là một cổ phiếu dẫn sóng. Thì anh chị có thể nhìn vào FPT và định hướng cái VN index của chúng ta. Thì đối với Hoàng thì nếu mà FPT nó vượt ra khỏi cái vùng này và nó đóng phiên trên cái 80 này thì sao? Thì khả năng cao VN index của chúng ta là gì? Sẽ chinh phục 1200. Phiếu tiếp theo ACB. ACB cũng là một cổ phiếu dẫn dắt thị trường mà mọi người có thể quan tâm ở giai đoạn này. Hòa Phát thì đối với Hoàng ấy thì target của nó là 40-48, khoảng tiệm cận 50. Thì đối với Hoàng ấy, cái target của Hòa Phát là vậy. Hòa Phát thì vậy. Thì anh chị thì nên hạ tỷ trọng
Em nói cho đại luôn, thì các cổ phiếu mạnh như thế này thì chúng ta hạ tỷ trọng cả những phiên xanh, chúng ta bán một ít một, và có thể giữ là gì, những cổ phiếu mạnh như vậy chúng ta có thể giữ tài khoản ở gì 30% tiền và 70% cổ phiếu Hòa Phát. Đất xanh thì có một dấu hiệu ở đây là nó khá là xấu, thì mọi người có thể canh mình chốt lời đất xanh vì mình canh lại những cái phiên giảm điểm tiếp theo mình sẽ mua, bởi vì cái lợi nhuận 2021 của nó sẽ là tuyệt vời cho chúng ta. Hôm nay một cổ phiếu tăng điểm vượt trội, và hôm qua thì Hoàng đã nói trong cái video là gì, anh chị có thể canh mua VRE và chúng ta nắm chung và dài hạn. Thì nếu hôm nay anh chị đã mua VRE vị thế mở mới, thường thường vị thế mở mới thì Hoàng cho phép anh chị mua là gì 20 đến 30% cái tài khoản tiền của mình với cái vị thế mua mới. Ví dụ là gì, chúng ta có 1 tỷ thì chúng ta mua khoảng 200 300 triệu, chúng ta gom dần và chúng ta giai đoạn này chúng ta chờ những phiên giảm điểm, chúng ta gom tiếp và chúng ta nắm giữ chung dài hạn. Đối với cổ phiếu VRE về cơ bản của nó thì Hoàng đã đọc thì nó khá là tốt, chúng ta có thể cầm dài được. Thì ai những thì những ai theo Hoàng những cái phiên mua vùng giá này 32.8 thì anh chị có thể chốt lời một phần và đưa cổ phiếu về cái tỷ trọng như em nói 50 50, thì đó là sự an toàn hôm nay. Hôm nay là một cái áp lực bán này, khá là căng về lực bán của SSI cho chúng ta, một lực bán khá là nhiều từ cổ phiếu SSI. Thì anh chị có thể canh SSI để anh chị hạ tỷ trọng giùm em chốt lời. Thì CTR hôm nay thì mua từ vùng giá 90.6 thì em cũng bảo anh chị là chốt lời một phần luôn, sẽ rộng chốt lời luôn. Đây, mua 90.6 rồi thì chúng ta chốt lời. Thì tóm lại là đây là những cái cổ phiếu mà Hoàng tổng quát cho anh chị. Thì gì, cổ phiếu tốt thì chúng ta hạ chỉ chọn 30%, cổ phiếu nào mà không khỏe không yếu lắm thì đưa về 50 50%, chúng ta bảo vệ cái thành quả và an toàn cho chúng ta, đúng không ạ? Thì đó là cái cách chúng ta quản trị rủi ro, bởi vì khi mà dòng Benny nó dậy sóng thì khả năng thị trường đó là một cái vùng đỉnh ngắn hạn. Thì đây là những cái kịch bản mà anh chị có thể tuân theo như em nói trong video, và hai kịch bản mọi người có thể theo để theo để theo và em thiên về cái kịch bản an toàn hơn là gì, là bảo toàn lợi nhuận của mình. Thì đó là cái nhận định của em, của Hoàng về cái thị trường phiên ngày 3 tháng 3 2021, khi đồng loạt các cổ phiếu Benny dậy sóng thì chúng ta không mua mới giai đoạn này, chúng ta canh những phiên xanh điểm, chúng ta hạ tỷ trọng về cái mức an toàn, và giai đoạn này chúng ta tuyệt đối không margin, rất rủi ro cho chúng ta. Thì đối với hàng thị trường rồi nó sẽ chinh phục gì 1.200 thôi, nhưng mà chúng ta đợi xác định những cái tín hiệu tốt, chúng ta quay lại, và giai đoạn này chúng ta có thể chốt lời hạ tỷ trọng, không mua mới, chúng ta sẽ xem cái cung cầu từng phiên nó như thế nào và chúng ta sẽ có những cái tín hiệu tốt nhất cho mình. Và nếu mà anh chị có thể vô 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 gì vô cái room cộng đồng mà em để dưới video này, cái kênh này hoặc kênh Hoàng Tuyết Lan Investment này, anh chị có thể tham gia cái room cộng đồng, có thể học hỏi và em có thể tư vấn những cái mã cổ phiếu chịu mua chịu bán cho anh chị. Thì nếu như anh chị thấy cái kênh này, cái video này bổ ích thì anh chị có thể đăng ký kênh và subscribe thông báo để Hoàng có thể ra những video mới nhất hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư chúng ta. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của Hoàng. Thì đây là kênh mọi người có thể đăng ký. Xin cảm ơn rất là nhiều.